Cảm xúc lúc này của em vô cùng xúc động. Mới như vừa hôm qua bước chân tới trường thôi mà nay đã rời xa mái trường thân yêu. Một cảm xúc mà có lẽ rất khó quên đối với cuộc đời của mỗi người sinh viên. Và đó như là một quãng thời gian của tuổi thanh xuân của mỗi người chúng em. Hôm nay mình đã đến rất là sớm để dự lễ trao bằng của sinh viên trường Đại học Đại Nam. Thực sự là mình cảm thấy rất là xúc động khi mà nhà trường đã tổ chức một buổi lễ trao bằng trang trọng, có những cái hình thức nghi lễ rất là tuyệt vời và có sự khen thưởng kịp thời đối với các bạn sinh viên. Cái buổi trao bằng hôm nay đã giúp cho các bạn ấy có những cái điều kiện thật là tốt để cho các bạn ấy bước tiếp vào một cái tương lai, vào chặng đường mới. Cái điều đầu tiên đập vào mắt chị là ngôi trường coi như quá tuyệt vời, hoành tráng. Mà cảm giác coi như để con vào đây học tập ấy, mình tự nhiên mình cảm thấy quá tuyệt vời, quá yên tâm luôn. Đến đây thì được gặp các thầy các cô phụ trách trực tiếp dạy con của chị cảm thấy coi như là cái tình cảm của các thầy cô dành cho các con. Tự là khi mà đến đây thì mình thấy là đây là một môi trường học tập rất là tuyệt vời. Khuôn viên nhà trường rộng rãi, nhà trường thì đẹp khang trang và cơ sở vật chất rất là hiện đại. Đặc biệt là các thầy các cô thì luôn luôn là tận tình tâm huyết để hướng dẫn và dìu dắt cho các bạn ấy tiến bộ mỗi ngày. Đúng như tiêu chí của nhà trường là học để thay đổi, thì từ khi cậu ấy vào đây thì cậu ấy đã thay đổi rất là nhiều, tích cực hơn và đã có những cái bước trưởng thành đáng kể.